Yeah. Good morning, everyone, to Bumetua Coffee Association, to all the judges and the technician in three locations, and also to everyone who love and support Amazing Cup competition. So, gửi Hiệp hội Cà phê Buôn Mê Thuật, gửi tất cả các ban giám khảo, ban kỹ thuật tại ba điểm cầu và gửi tới tất cả các bạn theo dõi cuộc thi cà phê đặc sản Amazing Cup. Amazing Cup is a very excited and trustworthy competition, and it's not only for the coffee producer in the coffee industry, but it's also for everyone like coffee roaster and coffee lover in the industry. Amazing Cup là một cuộc thi rất thú vị và đáng tin cậy trong ngành cà phê, không chỉ đối với những người làm việc trong ngành cà phê mà còn với cả những nhà rang và những người yêu cà phê. The judge team are very proud to be the part of this, to qualify more than 80 samples from different producers among the origin. Nhóm ban giám khảo chúng tôi tự hào là một phần của cuộc thi để đánh giá hơn 80 mẫu cà phê đến từ những nhà sản xuất khắp Việt Nam. For more than 7 years I'm in Vietnam, I'm so surprised of how rapid changing in the coffee industry in domestic market. Hơn 7 năm tại Việt Nam, tôi rất bất ngờ về sự thay đổi nhanh chóng của ngành cà phê Việt Nam. Vietnam domestic market is rapidly growing and people are appreciate high quality coffee or specialty coffee day by day. Việt Nam bắt nhịp rất nhanh với cà phê chất lượng cao và cà phê đặc sản. Yeah, especially in the pandemic of 2 years, yeah, people stay at home and they are slowly appreciate the quality and enjoy the coffee day by day. Đặc biệt là trong thời gian dịch vừa qua, rất nhiều người ở nhà và sau cái thời gian dịch thì bắt đầu trải nghiệm và đánh giá cao hơn về những cái loại cà phê chất lượng cao và cà phê đặc sản. It's my honor to represent of the judge team greeting to the opening of Amazing Cup this year. Vinh dự được đại diện cho nhóm ban giám khảo. Tôi chúc mừng khai mạc cuộc thi Amazing Cup 2022. With the group of all Q-graders from Vietnam and international, we commit to grade all the coffee with integrity for the future of Vietnam coffee industry development. Với nhóm 25 Q-grader đến từ Việt Nam và quốc tế, chúng tôi cam kết đánh giá công tâm nhất cho tương lai phát triển của ngành cà phê Việt Nam. Yeah. So hope we can find more Amazing Cup in this competition. Và chúng tôi hy vọng sẽ tìm được nhiều những ly cà phê đặc sản, ly cà phê tuyệt vời, Five More Amazing Cup. Yeah. Thank you. Cảm ơn ạ. Okay.